Hello, chào anh chị em trên YouTube. Hôm nay ở đây thì ở ngoài nó cũng bắt đầu lạnh lắm, tại sắp đến mùa Christmas rồi các bạn. Mình thấy thì bên ngoài là khoảng 57 độ F, tính ra độ C là khoảng chừng 11, 12 độ C, mà gió rất là lớn. Bởi vậy mình bên này di chuyển vào trong nhà để làm cái clip này. Bình thường thì Tuấn thích ngồi ở ngoài nói chuyện hơn không, mát mẻ nói chuyện dễ hơn. Không, mình không thích ở trong cái phòng, nhiều khi nó hơi tối tối, có nhiều người complain. Hôm nay thì sắp đến mùa Christmas thì Tuấn nhớ lại cái thời gian mà sắp đến mùa Christmas ở bên Saudi á, lúc mà lần đầu tiên mình tham gia cái chiến trường Operation Desert Shield, Desert Storm á, thì cái trận chiến vùng vịnh á, năm 90-91 á. Thì khi mà sang bên đó rồi mấy tháng, ở mấy tháng á, thì bình thường á, thì như Tướng đã làm mấy cái clip lúc trước nói về được đi relaxation rest á, nó gọi là R&R với ông, rest and relaxation. Thì khi mà một tháng á, thì tụi này được đưa về trại để nghỉ giải lao á, thì Tuấn thì cái đường cái khẩu pháo đội lúc đó Tuấn ở trong đó, Tuấn bị kỳ thị dữ lắm. Có cái anh chàng đội trưởng của mình đó, anh chàng này kỳ thị, bắt lúc nào cũng bắt Tuấn làm những cái chuyện mình không thích, giống như đi đốt phân hay là đi này nọ, đi lấy nước lấy đồ ăn đúng không, bị đì cái gì cũng bắt làm hết. Nhưng mà có một lần khoảng cuối tháng 11 á, là Tuấn rất là hên, là tại vì cái anh chàng đội trưởng á, anh này được đi về vô dưới miền hậu phương á, để nghỉ 3 ngày, không, rest and relaxation. Thì trong lúc anh chàng này với một nhiều nửa nhóm cái khẩu pháo của mình á, đi đi về với nó để hưởng cái R&R, thì cái người mà đội phó của mình á là một cái anh chàng này người Mãi, người gốc Dominican Republic, không, cái nước Dominican mà ở vùng Caribbean á, cái vùng gần Cuba rồi đó. Thì anh chàng này thì kết mình lắm, thì khi mà lệnh trên ở ở dưới đó, cần một người về làm tài xế, phụ làm, không phải làm tài xế mà tại vì cho chiếc xe truck của quân đội Mỹ lúc nào nó cũng có một người kế bên, nó gọi là A driver, assistant driver, chủ yếu là ngồi kế bên cái người lái xe, xe truck á, giống như cái chiếc RMC Việt Nam vậy đó, coi như là để nói trò chuyện, là để cho anh chàng này thức lái xe, phải không? Thì mỗi thông thường thì mỗi tháng trong cái tiểu đoàn mình nó bắt nhiều cái pháo đội phải thay phiên nhau, không, coi như là giống như là cống hiến, coi như là phải contribute một cái một người một chiếc xe truck với lại hai người, không, một người tài xế rồi một người là làm phụ, làm thợ dịnh, thợ phụ. Thì Tuấn là người được phụ, được phái làm thợ dịnh cho chiếc xe truck đó. Cái mục tiêu của cái chiếc xe truck mà mỗi tháng tụi này phải làm á là chuyên chở thư từ, không, những cái thùng quà từ ở bên hậu phương mà gửi sang cho cái đơn vị đó, ở ở bên Mỹ gửi sang cho cái đơn vị ở ngay cái những cái trại lính mà ở cái thành phố El Juba đó. Rồi thì nguyên cả cái trung đoàn pháo của mình đó là đều đóng ngoài sa mạc ở gần biên giới giữa Kuwait với lại Saudi Arabia, phải không? Thì được làm cái đó, không, thì mình về ở đơn vị thì mình làm và việc và thân với cái người tài xế, cái anh chàng này, tên họ thì họ Pacheco, là họ họ người gốc Mãi. Mình không có nhớ, lâu quá rồi, mấy chục năm rồi, 19-20 năm rồi, mình không có nhớ tên, tên nó gần gần 30 năm rồi chứ, 28-29 năm chứ không, tại này là năm 90-91. Thì mình về lại mình sẽ kể một vài mẫu chuyện vui liên hệ với anh chàng Pacheco này ha. Thì trong cái thời gian mà làm thợ dịch cho tài xế Pacheco á, thì cái tụi này thường chuyên chở thư từ từ ở hậu phương ra ngoài tiền phương, phải không? Thì có một lần
tụi này về lại cái thành phố El Jubao để lấy đồ, lấy như là nhiều khi lấy đồ parks không để sửa chữa những chiếc xe tải đó, rồi hay là lấy thứ tư không rồi mới đem ra ngoài tiền tuyến. Thì cái tụi này về lại cái thành phố El Jubao, thì trong cái trại đó thì nó có tụi lúc mà mới sang đó thì không có cái gì hết không, rồi tụi này ở đó rồi coi như là lấy vũ khí, lấy đạn dược, rồi những cái khẩu pháo, rồi kéo ra ngoài cái vùng biên giới, rồi đóng ở ngoài sa mạc không, đúng không? Cái tụi này về đó thì lúc mà tụi này về đó khoảng 3-4 tháng sau rồi, thì ở đó nó cái trại này nó bắt đầu nó được bành trướng, nó nở ra, thì nó có nhiều cái giống như cái trailer đó, giống như chiếc xe đó, rồi nó bán fast food, bán Burger King, rồi bán Domino pizza đúng không? Thì cái tụi này mà cũng thèm pizza lắm, cái mua mỗi mỗi đứa mua một miếng bánh pizza cái ngồi xuống ăn. Cái trong lúc ngồi xuống ăn á thì có một anh chàng đi không quân không, cái ảnh ảnh lúc đó anh chàng là chắc cũng hạ sĩ không, như là chống E4 vậy đó, bên bên Air Force, bên không quân. Cái anh chàng này cũng mua cái miếng bánh tới, rồi cái tụi này chưa có mở miệng, chỉ chào hỏi anh chàng không quân này thôi. Cái anh chàng này ngồi xuống, cái anh chàng này bắt đầu ca ca thán nha, anh chàng này bắt đầu than là nói là anh chàng mới từ bên Đức sang bên này không, mà anh chàng đâu có đánh giặc gì đâu, anh chàng nghĩ là anh chàng đi vô không quân á, là để có tiền bạc đi học đại học đồ này nọ, chứ anh chàng không có nghĩ là đến giặc, bây giờ đến giặc rồi phải không. Mà anh chàng mới vừa rời gia đình của anh chàng ở bên Đức, anh chàng đóng bên Đức thì anh chàng sang đây, mà anh chàng mới than nói mẹ kiếp tao mới vừa coi như là dự cái buổi tiệc Thanksgiving, là cái ngày lễ tạ ơn á, với gia đình ở bên Đức, bây giờ tao phải qua đây bây giờ là coi như là tuần tới là lễ Noel, lễ Giáng sinh rồi, tao sẽ miss cái lễ Giáng sinh với gia đình đúng không. Đầu cái anh chàng nói ở đây đồ ăn rồi dở như là cái gì chê đủ thứ điều cái tụi này hai 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 đứa mình thằng Pacheco với mình nghe tức lắm cái không có nói gì hết, vừa im miệng lại hết. Rồi cái anh chàng mới quay sang anh chàng hỏi oh how long you been here, hỏi là hỏi oh tụi bay ở ở đây lâu chưa tụi bay ở đâu vậy, ở trại nào. Rồi cái tụi này mới nhìn anh chàng nói tụi tao ở đây từ coi như là một tuần sau khi mà lính của Saddam Hussein mà qua chiếm Kuwait là tụi tao đã tới đây rồi mà tụi ta không có được sướng như mày không, được ăn fast food, được ăn Burger King, được ăn hamburger, được ăn pizza đúng không, tụi ta phải ăn MRE cả mấy tháng trời ở ngoài sa mạc, một tháng chỉ mới được tắm một lần. Anh chàng không quân này nghe cái anh chàng bắt đầu cả anh cảm thấy là guilty, cảm thấy có lỗi, cái anh chàng bắt đầu la lên vậy đấy, xin lỗi tụi bay. Các bạn thấy chưa, nhiều khi á mà đây là một cái bài học không, nhiều khi mình thấy cái tình trạng của mình nó khó khăn hay là nó khổ sở, mình đâu có biết có người khác còn khổ hơn mình thì cái anh chàng không quân này đó thì coi như là ảnh ta thán, ảnh than thở đồ này nọ không, nhưng mà anh chàng đâu có biết vừa ngồi xuống với tụi này đã coi như đã nhiều qua nhiều cái lễ 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 bờ đê không, à, không từ tháng 9 không, rồi 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 cái lễ Thanksgiving là tụi này ở ngoài sa mạc không, một tháng mới được tắm một lần không, mà ăn uống là ăn coi như là MIE, tụi này chọc là meal rejected Beethoven cả 3 tháng trời không, lâu lâu mới được về đây, hoặc là hai đứa này rất là hên đúng không, mới được về đây để có cái nhiệm vụ là đem đồ parts hay là chở thư từ ra ngoài tiền tuyến mà mới được cái này. Đầu cái anh chàng bà chiếc cầu mới mới giảng cho anh chàng này một tăng nói mày như vậy rất là lucky đó, mày mày còn coi như là có thời gian với gia đình ở bên Đức hôm này nọ trong cái ngày lễ tạ ơn, còn tụi tao qua đây mấy tháng trời này rồi không, nhớ nhà lắm. Cái anh chàng xin lỗi quá, xin lỗi không? Cái đó là một cái chuyện. Còn nói thêm một chuyện vui về và chiếc cầu nữa, thì mình bị anh chàng này coi như là ói đái lên người mình để mình kể chuyện như thế này ha. Thì khi mà sang bên Saudi đó thì ở bên đó đó là coi như là tất cả quân lính là bị cấm
không có uống rượu. Nhưng mà cái anh chàng và trước cầu đó, anh là dân lái xe truck, không? Thì tại lái xe truck là phải đi nhiều nơi, không? Phải chạy từ ngoài tiền tuyến chạy về ở trong. Thì thường thường những ở mấy cái truck stop đó, cái anh chàng và trước cầu này thường vô đó, nhiều khi mua snack, mua bánh trái, rồi nước uống vậy đó, ghé cái mấy cái trạm xăng đó để mua đồ đó. Thì anh chàng mới quen một nhóm người xe truck, mà người Ai Cập, mà coi như là đi lao động, làm công nhân lao động ở bên Saudi, ở bên Ả Rập Saudi á. Thì anh chàng biết cái chỗ bán rượu giống như rượu đế vậy đó, rượu đế ở Việt Nam vậy đó. họ không biết làm cái nào mà họ nấu rượu. Thì lúc sắp Christmas á, thì Pachico á, với và một hai người nữa đó mới ghé cái chỗ nào của mấy ông Ai Cập đó, mới mua mấy bình rượu đem ra ngoài tiền tuyến. Coi như là sau Christmas đó là tụi này bị đem đi múc chỉ cà tha ở ngoài sa mạc, sát biên giới, chỉ cách biên giới của khoảng 1-2 cây số rồi. Để coi như là các bạn biết á, thì vào ngày 15 tây tháng 9 á, là Mỹ bắt đầu coi như là có cái cuộc chiến air war, có nghĩa là thả bom trước, rồi cả tháng sau á, rồi mới đánh bằng đường bộ vô trong Kuwait, không, để đánh cho lính Iraq bật ra khỏi Kuwait. Thì trong cái thời gian sau Christmas là tụi này đi ra ngoài sa mạc, thì bà chỉ còn mới mua được mấy bình rượu. Thì cái hôm mà bắt đầu dội bom ở bên Kuwait đó, thì buổi tối đó là coi như là hôm đó nhìn nó mưa tầm tã ở ngoài sa mạc, nó mưa coi như là cả trăm năm mới có một lần mưa như vậy ở bên Ả Rập. Thì Pacheco á, nó ngồi trong cái xe mà chở đạn á, không, tại vì nó Pacheco thì nó ở một cái khẩu súng khác, không, còn mình thì khẩu súng số 3, còn nó khẩu súng số 1, cách khoảng chừng 400 thước vậy đó. Mỗi khẩu súng khác nhau bao nhiêu trăm thước vậy đó. Thì bà chiếc khẩu nó tới cái chỗ của mình, không, nói với cái thằng tài xế cho cái khẩu súng của mình uống xong rồi say, có thể mà ly bì luôn, say, có nghĩa là anh chàng là bị black out, không, mà hôm đó trời mưa, không, mà bà chiếc khẩu nó la sầm hết. Nhưng mà mấy người sĩ quan họ ở đằng sau mấy trăm thước, họ không có nghe gì hết. Đầu cái tối xỉn quá rồi, đứng phải cổng. Anh chàng và Chico đi về lại cái khẩu súng của em, là khẩu súng số 1 á, cách cũng 400 thước. Đầu cái đi khoảng chừng 100 thước. Đầu cái bắt đầu nó ói lên người tướng, tại tướng phải cộng nó rồi, không? Mà mình á, khi mà ra khỏi cái khẩu súng của mình á, là mình phải đội nón vô, rồi mang áo giáp, không? Rồi mình phải cộng anh chàng, rồi mình cầm thêm cây súng của anh chàng nữa. Cây súng M16, thôi mình cõng anh chàng đi. Đi được 100-200 thước, anh chàng ối đầy người mình hết luôn. Đầu cái mình cũng nói thôi cũng chịu, không, tại vì anh chàng mà mình cũng có một cái thời gian rất là nhiều cái kỷ niệm, mà lúc mà chạy xe từ hậu phương ra tiền tuyến đó, mình cũng kết anh chàng, thì bởi vì mình cũng không sao hết. Ok, mày ối không, về chút mình về mình giặt thôi, không có gì hết. Đầu cái đi thêm khoảng chừng coi như là khoảng còn 200 thước nữa là tới cái khẩu súng của em, tới chiếc xe truck của em. Đầu cái anh chàng đái tè lên người mình, mà mình đang cõng anh chàng đái đầy lưng mình hết luôn. Lúc đó tôi bực quá, tôi bỏ anh chàng rớt xuống đất luôn. Đầu cái anh chàng có đội nón sát, không, đội cái nón với lại cái áo giáp. Thì lúc đó mình chỉ lấy hai kéo vịn đằng sau cái áo giáp nè, cái mình kéo anh chàng kéo 200 thước. Sáng ngày hôm sau, không, người ta thấy có cái đường, có hai cái lằn, tại vì mình kéo lấy cái nắm hai cái vai của anh chàng, mình kéo cho tới cái chiếc xe truck, cái then của em á, đậu ở đó đó, không. Hỏi ngày hôm sau bà chiếc cờ, nó không nhớ gì hết. Nó say xỉn đến nỗi mà bị black out là không nhớ gì hết. Đây là một cái kỷ niệm vui. Mình cũng biết là bà chiếc cờ là nó cũng là dân Texas, nó cũng chắc ở gần cái biên giới Mỹ với Mỹ đó. Nhưng mà mình cứ tìm tòi hoài tìm không được. Mà bà chiếc cờ thì nó không có cho Facebook account, không? Tại mình sau khi mà mình ra về hưu rồi đó, mình tới đây mình ở, mình cũng tìm được một vài người, không, ở là dân Texas ở đây, mà Pacheco coi như là mất tâm tích luôn. Mình mà gặp nó phải cải tạo
tội nữa. Hồi đó mày ói lên người tao rồi mày đái lên người tao nữa. Phải bắt mình dẫn đi đi uống một chai Corona để trả lại. Thôi các bạn, hôm nay Tuấn kể cho các bạn nghe một vài mẫu chuyện vui lúc mà còn trẻ mà đi tham gia cái chiến trường vùng Vịnh năm 90-91. Thôi xin chào các bạn ha, Tuấn tạm dừng nơi đây. Bye bye các bạn.